Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là câu chuyện tình yêu của bạn trong 3 tháng tới. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy có vẻ là trong 3 tháng tới thì sẽ có khá nhiều mối quan hệ đến với bạn trong cuộc sống. Và bạn vẫn đang cân đo đong đếm là không biết là mình nên chọn ai, mình phù hợp với ai. Và mình cũng cảm thấy là những đối tượng xung quanh bạn đều là những người sống khá là tình cảm và biết quan tâm, biết quan sát. Mặc dù là có thể là bạn khá là chậm khi mà để suy nghĩ và đưa ra quyết định, nhưng mà mình khuyên bạn là đừng vội và cứ hãy từ từ cảm nhận tình cảm của họ, xem là bản thân của bạn thực sự thích ai. Nên chọn theo con tim của mình, đừng nên chọn theo lý trí quá là nhiều. Mình không biết là bạn sẽ chọn ai, nhưng mà cứ hãy để từ từ thời gian sẽ cho bạn câu trả lời thôi. Và bạn muốn quyết định làm sao cũng được, không có quyết định nào là sai hoặc là đúng đâu.